dù nhiều người cho rằng covid-19 không gây bệnh nặng cho trẻ em, bệnh viện đa khoa hùng vương ở phú thọ cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 7 tuổi trú tại huyện đồng văn hà giang mắc hội chứng hậu covid-19 hiếm gặp trường hợp này bé sống tại huyện đồng văn hà giang tiền sử bố mẹ mắc covid-19 không điều trị tự khỏi trẻ không làm test nên không xác định được có mắc hay không cách ngày vào viện một tuần bé xuất hiện sốt cao ban toàn thân được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương điều trị nhưng tình hình không cải thiện. Ngày thứ ba, thứ tư, bé tiếp tục xuất hiện nói sản, đau nhức toàn thân. Khi vào, bé sốt cao liên tục trên 39 độ C, mê sản, huyết áp thấp, 78 trên 35, các chỉ số viêm tăng rất cao, procalisonin 32,98. Kết quả xét nghiệm có tình trạng rối loạn đông cầm máu, chức năng tim suy giảm, SPO2 liên tục thấp. Với những triệu chứng lâm sàng khi vào bệnh viện, các bác sĩ nghĩ tới 3 khả năng: nhiễm trùng máu, bệnh Kawasaki và hội chứng MIS-C. Với kết quả kiểm tra, các bác sĩ đã khẳng định bé mắc hội chứng MIS-C. Đây là tình trạng viêm đa cơ quan, suy tim, suy đa tạng sau mắc COVID-19. Người mắc căn bệnh này sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch và có thể tử vong nếu không được xác định và điều trị sớm. Ở Việt Nam cũng mới ghi nhận một số ít ca ở bệnh viện Nhi Trung ương chính vì số lượng mắc và ghi nhận quá ít nên rất khó chẩn đoán và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tương tự khác phát đồ và thuốc điều trị căn bệnh này đã được các nhà khoa học quốc tế và việt nam xác định tuy nhiên một rào cản khác mà nhiều người sẽ không vượt qua được đó là thuốc điều trị hòa miễn dịch ivig hiện nay rất đắt rất may, trường hợp bé Nhi nêu trên, sau khi được chẩn đoán đúng, gia đình bé đã được hợp tác và chỉ sau hơn một ngày dùng IVIG phối hợp với các thuốc đặc trị khác, toàn trạng bệnh nhân đã được cải thiện, bé dần hết sốt, huyết áp ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Bé trai đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Lê Văn Thiệu, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh Hà Nội và cũng là người trực tiếp tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà nhấn mạnh cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do. Cụ thể, trẻ nhỏ mắc Covid-19 tỷ lệ rất nhẹ, ít có trường hợp diễn biến nặng, nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng thuốc kháng virus. Bên cạnh vấn đề tự khỏi, nếu dùng thuốc kháng virus có nguy cơ diễn biến nặng, đối mặt với nguy cơ biến chứng như liên quan đến phụ nữ có thai và cho con bú, không dùng được bởi sẽ liên quan đến các vấn đề về đột biến gen. Hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ nên không dùng cho trẻ, bác sĩ Thiệu nhấn mạnh. Cùng quan điểm trên, bác sĩ Nhi khoa Mạnh Cường, tình nguyện viên điều trị mẹ và bé F0 tại nhà cảnh báo, cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trừ duy nhất một loại là Remdesivir. Đây là thuốc đường tĩnh mạch, phụ huynh không thể mua vì có nguy cơ tai biến nặng và nghiên cứu cho rằng Remdesivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng và nguy kịch. Các trường hợp này đều nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa. Bác sĩ Cường cho biết Trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus vì lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả. Tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như phản vệ hoặc nặng hơn là sốc phản vệ do quá mẫn cảm với thuốc, buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan, tăng men gan. Phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng, mức lọc cầu thận trên 30ml một pH. Nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận, phát ban ngoài da, Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tốn tiền tìm mua các loại thuốc kháng virus cho con, thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa. Tại hướng dẫn mới, Sở Y tế Hà Nội đã bổ sung phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc COVID-19. Cụ thể, trẻ trên 3 tháng tuổi được điều trị tại nhà, nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà, bé được chuyển đến cơ sở thu dung quận huyện. Bệnh nhi COVID-19 có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì từ 3 tháng tuổi trở lên sẽ điều trị tại các bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa. Trẻ mắc COVID-19 mức độ trung bình được điều trị tại tầng 2 các bệnh viện đa khoa có khoa nhi. Ngoài ra, bé có thể chuyển điều trị tại các bệnh viện trung ương bộ ngành. Tầng 3 tiếp nhận bệnh nhi diễn tiến nặng bao gồm 5 bệnh viện: Hà Nội là Thanh nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanポール, Sơn Tây và các bệnh viện trung ương bộ ngành. Bác sĩ Lê Văn Thiệu, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh Hà Nội và cũng là người trực tiếp tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà nhấn mạnh cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do. Cụ thể, trẻ nhỏ mắc Covid-19 tỷ lệ rất nhẹ, ít có trường hợp diễn biến nặng, nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng thuốc kháng virus. Bên cạnh vấn đề tự khỏi, nếu dùng thuốc kháng virus có nguy cơ diễn biến nặng, đối mặt với nguy cơ biến chứng như liên quan đến phụ nữ có thai và cho con bú, không dùng được bởi sẽ liên quan đến các vấn đề về đột biến gen. Hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ nên không dùng cho trẻ, bác sĩ Thiệu nhấn mạnh. Cùng quan điểm trên, bác sĩ Nhi khoa Mạnh Cường, tình nguyện viên điều trị mẹ và bé F0 tại nhà cảnh báo cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trừ duy nhất một loại là Remdesivir. Đây là thuốc đường tĩnh mạch, phụ huynh không thể mua vì có nguy cơ tai biến nặng và nghiên cứu cho rằng Remdesivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng và nguy kịch. Các trường hợp này đều nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa. Bác sĩ Cường cho biết Trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus vì lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả. Tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như phản vệ hoặc nặng hơn là sốc phản vệ do quá mẫn cảm với thuốc, buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan, tăng men gan. Phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng, mức lọc cầu thận trên 30ml một pH. Nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận, phát ban ngoài da, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tốn tiền tìm mua các loại thuốc kháng virus cho con, thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học, theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi Khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, Năm học 2021-2022 được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi, khoảng 9 triệu học sinh phổ thông theo từng giai đoạn khác nhau phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến. Đại diện các sở giáo dục và đào tạo cho biết, học kỳ 1 diễn ra với rất nhiều khó khăn để hoàn thành tiến độ năm học và đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục. Trong đó, khó khăn lớn nhất là làm sao bảo toàn khi đón học sinh đi học trở lại. Hầu hết địa phương đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về việc thống kê cách ly học sinh F0-F1 thống nhất để không ảnh hưởng trên diện rộng, hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú để các địa phương thực hiện đảm bảo an toàn phù hợp. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị các địa phương trước hết phải đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, cho rằng trường học chỉ là trường học khi có học sinh, giáo viên. Thứ trưởng yêu cầu đơn vị chuyên môn sớm hoàn thiện, bổ sung sổ tay an toàn phòng chống dịch với đầy đủ các hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Thứ trưởng nói: Cố gắng vận động học sinh ra lớp, cố gắng chỉ có lớp học trực tuyến chứ không có trường học trực tuyến, không chủ quan với dịch bệnh nhưng cũng không hoang mang lo sợ. Thứ trưởng lưu ý, các địa phương chú trọng tới chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai cho năm học 2022-2023 ngay từ bây giờ để không bất ngờ với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mở ở lớp 3, lớp 7, lớp 10. Cũng theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những ngày tới, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề hướng dẫn cách ly học sinh, xét nghiệm COVID-19.